Đời sống thú vị xin chào các bạn. Tôi có tặng đứa cháu cuốn sách như này. Đó. Thì nó bảo với tôi là cháu cũng đọc rất nhiều sách nhưng mà không hiểu cuốn sách nói gì. Thì hôm sau thì nó trả lại. Không phải là cuốn sách vô giá trị bạn ạ. Đó. Tôi thấy cực kỳ có giá trị nên tôi mới đem tặng. Nó như thế này. Hôm nay tôi nói về cái chủ đề là tại sao mà chúng ta không hiểu một vấn đề nào đó. Đấy, như tôi lấy ví dụ đấy là một cái hộp thế này. Đó. Nếu chúng ta không mở cái nắp này ra, đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ cho được cái gì vào đây. Nếu không hiểu vấn đề nào đó, bạn hãy tìm nguyên nhân này và cách để hiểu vấn đề đó. Cũng như là ta mở cái nắp ra này, mở cái nắp đó để bỏ các thứ vào đó. Nếu không nó cứ đầy lên hoặc là ta không mở nó ra thì ta sẽ không cho được vào bất kỳ cái gì vào. Cũng như là ta hay nói về xe máy đó, nó không nổ thì ta nghĩ ngay đến nguyên nhân của nó là điện có vấn đề hay là hết xăng hay là những nguyên nhân nào đó. Đó. Chứ ta không vứt cái xe máy đi. Đó. Thế một vấn đề nào đó nếu như ta không hiểu, đó, thì ta hãy làm theo cách đó, tìm nguyên nhân là sao mà ta không hiểu nó. Đó. Rồi bằng cách nào để ta hiểu nó, chứ không ta không vứt cái vấn đề nó đi. Đó. Cũng giống như là ta không vứt cái xe máy đi đó. Đó, ta sẽ tìm nguyên nhân đó, bởi vì đằng sau những cái mà ta chưa hiểu có khả năng nó rất giá trị với chúng ta. Đó. Thì như cuốn sách này cũng vậy, nó cực kỳ có giá trị nhưng nếu bạn không hiểu nó thì nó là vô giá trị. Đó. Thì mỗi một lần ấy, các bạn không hiểu vấn đề nào đó, hãy nhớ cái minh họa của tôi về cái tại sao chúng ta không tiếp thu, không hiểu được vấn đề. Đó, đầu tiên là nếu như ta không đổ được vào, tức là ta đang đậy nó. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Đó, đang đậy nó. Nguyên nhân thứ hai là ta đã mở nắp đã rồi, nhưng mà bên trong này quá đầy. Đó. Đó. Bên trong này quá đầy. Đó. Tức là bên trong này nó đầy. Đó. Thì ta sẽ không cho được vào. Đó là nguyên nhân thứ hai. Đó. Vậy thì cách đầu tiên là mở ra. Cách thứ hai là đổ bớt đi. Đó. Lúc đó ta bắt đầu cho vào được. Ta cho vào dễ dàng. Đó. Đó. Thế thì các vấn đề mà chúng ta không hiểu cũng vậy. Đầu tiên là ta phải cởi mở, tức là bỏ cái nắp này ra, cởi mở. Đó. Thứ hai, nếu như ta dùng cái đó, cái ta đã hiểu biết trước đó, đấy, đầy ở trong đó, ta đi đối chọi với cái mà ta muốn cho vào, đó, thì ta sẽ không thể nào tiếp thu được. Vậy có hai cái cách. Đó, đầu tiên là mở ra, đổ hết đi. Đó, thì ta có thể là tiếp thu được, hiểu được. Và cuối cùng tôi có kể với các bạn câu chuyện thế này. Tức là ai cũng nghe cái câu chuyện về cái bộ phim Thượng Đế cũng phải cười này. Cái anh người da đỏ, người
thấy là đóng cái phim ấy là rất đạt. Thì đóng xong thì đạo diễn có thưởng cho anh ấy 10.000 đô, nhưng anh ấy không nhận. Đó. Thì các bạn có nghĩ rằng là đô la nó không có giá trị không? Chắc chắn là không. Đấy. Mà anh ta không biết rằng tiền đô để làm cái gì. Đó. Nếu như anh ta tìm hiểu và biết cách dùng nó, biết cách tiêu nó thì nó rất có giá trị. Đó. Vậy thì tất cả mọi thứ cũng vậy. Ta không biết nó giá trị thì ta phải đi tìm hiểu nó. Chứ mọi thứ đều có giá trị riêng của nó. Và chúc bạn được bình an và hạnh phúc. Chúc bạn không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào, một cái gì đó này, mà có thể đằng sau nó là những cái cực kỳ giá trị, mà nếu bạn không tìm cách hiểu nó, bạn sẽ bỏ qua nó.